Ngày 13 tháng Giêng, Thánh Hilario, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Tôi là tên tội đồ, bao năm qua sống luôn thờ ơ. Bên lòng Chúa mà tôi tôn thờ. Sâu lòng xót thương, dang dòng tay đón ai đi lầm đường. Chúa sâu lòng xót thương, dẫn đưa ta về con đường yêu thương. Chúa sâu lòng xót thương, luôn dù thương những ai đi lạc đường. Chúa sâu lòng xót thương, đang đưa ta về suối nguồn yêu thương. Ngày 13 tháng Giêng, Thánh Hilario, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Hilario sinh năm 320 tại Poitiers, nước Pháp, trong một gia đình quý tộc. Từ bé, cậu đã được hấp thụ một nền giáo dục tốt. Các môn học mà thánh nhân ưa thích là văn chương, thi ca, nhất là triết học. Việc học tập của Ngài luôn được đào sâu cho tới cùng là Thiên Chúa. Hilario nhận định rằng, hạnh phúc thật của con người không phải là những thú vui đời này, dù chúng thanh cao đến mấy đi nữa. Trái lại, hạnh phúc thật là được sống cho chân lý ở một cuộc sống khác với cuộc sống tạm trên trần gian này. Chính Hilario kể lại cuộc khám phá của mình. Từ môi trường ngoại giáo, Chúa đã dẫn đưa tôi tới nguồn sáng chân thực, giữa bao nhiêu hệ thống triết lý và tư tưởng khác nhau. Tôi vẫn ưu tư tìm đến Chúa bằng con đường ngay thật. Chắc chắn hữu thể thần linh vĩnh cửu phải là đơn thuần và độc nhất. Không có gì là không bắt nguồn tự Ngài, vạn vật đều phải thờ phượng Ngài. Xác tín rằng phải có Chúa, Hilario còn suy nghĩ về các phẩm tính thần linh của Chúa. Nếu một công trình vượt quá trí khôn chúng ta, thì nhà nghệ sĩ thần linh còn trội vượt công trình đó thế nào? Vậy phải nhận biết rằng Thiên Chúa tuyệt mỹ và chúng ta chỉ cảm nhận mà chúng ta không thể thấu hiểu nổi. Nhờ đó, Hilario nhận biết Thiên Chúa chân thật tốt lành và đã xin gia nhập đạo cùng với cả gia đình của mình. Xác tín rằng phải có Chúa, Hilario còn suy nghĩ về các phẩm tính thần linh của Chúa. Trong khi miên man suy nghĩ như vậy, Hilario bỗng gặp được cuốn Kinh Thánh. Ngài đọc được đoạn văn Chúa viết. Đoạn văn Chúa hiện ra với Môi-se và tự bày tỏ: ta là đấng hiện hữu. Hilario sung sướng với khám phá này. Tôi vui thỏa với danh hiệu mà Thiên Chúa đã tỏ ra cho Môi-se. Thánh danh ấy vừa biểu lộ một quan niệm sâu xa về Thiên Chúa, vừa hợp với trí óc của con người. Từ đó, Hilario say mê nghiên cứu Kinh Thánh, nhất là các sách tiên tri với những đoạn loan báo về đấng thiên cha thiên sai. Trong các sách tin mừng, Hilario thích nhất tự ngôn của tin mừng theo Thánh Gioan: trí tôi học biết và Thiên Chúa vượt quá điều nó dám ước mong. Lòng tôi run rẩy bồn chồn vì vui sướng trước giáo thuyết về Thiên Chúa ba ngôi và trước lời mời gọi tái sinh nhờ đức tin. Hilario sống đạo đức gương mẫu, và mặc dù có gia đình, Hilario được phong chức linh mục tại chính quê hương là Poitiers. Vợ ngài chỉ còn gặp lại ngài tại bàn thánh và coi ngài như là một người anh mà thôi. Nhân đức và trí khôn ngoan ngoại hạng
còn đưa Hilario tới chức giám mục cai quản địa phận Poitiers năm 350. Lúc ấy, lạc giáo Ario nổi lên như vũ bão trong giáo hội. Vua Constantino ủng hộ lạc giáo và tiếp tay cho cuộc bách hại. Thánh Athanasio bị bắt và bị đem đi lưu đày. Thánh Hilario đứng lên lãnh đạo công cuộc bảo vệ đức tin chân chính. Ngài triệu tập một công đồng để lên án hai giám mục theo lạc giáo. Công đồng cử ngài đi thương thuyết với nhà vua. Sứ mệnh của Hilario được đáp lại bằng cuộc lưu đày năm 356. Chấp nhận gian khổ, Hilario tuyên bố người ta có thể bắt các giám mục lưu đày, nhưng có thể trục xuất được chân lý không? Bắt giám mục lưu đày thì được, nhưng mà làm sao trục xuất được chân lý? Không. Tại đây, Hilario viết khảo luận về Thiên Chúa Ba Ngôi để bảo vệ thiên tính của Chúa Giêsu. Ngài nói, tôi không bảo vệ được đức tin bằng lời giảng dạy thì tôi rao truyền Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật bằng sách vở. Ngài viết, lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng, con ý thức rằng con phải hiến dâng công việc chính trong đời con cho Cha, để tâm tư và ngôn ngữ của con phải nghĩ và nói về Cha. Bởi vì ơn ngôn ngữ mà Cha đã ban cho con chẳng làm gì ích lợi cho con hơn là được làm để phục vụ Cha bằng cách rao giảng và trình bày Cha là đấng nào. Cha là Chúa Cha, Cha của con một Thiên Chúa, con phải trình bày điều đó cho thế gian chưa nhận biết và cho kẻ lạc đạo đã chối bỏ. Chúng con trông cậy Cha kích thích bước đầu tiên của công việc khó khăn này, không ngớt ban thành công để cổ võ, cho tham dự vào công việc của các ngôn sứ và các tông đồ, để chúng con hiểu lời các ngài đúng ý của các ngài và dùng đúng các từ ngữ để diễn tả các thực tại mà các ngài đã ám chỉ. Vì chúng con sẽ phải nói về những điều mà các ngài đã tuyên xưng trong mầu nhiệm, tức là về Cha là Thiên Chúa vĩnh cửu. Một mình Cha không bao giờ sinh ra, một mình Chúa Giêsu đã sinh ra bởi Cha từ đời đời. Không được tưởng có nhiều Thiên Chúa mặc dù có sự khác biệt thật sự. Cũng không được bảo người đã chẳng được sinh ra bởi Cha là Thiên Chúa duy nhất. Và cũng không được nói người chẳng phải là Thiên Chúa thật vì người đã sinh ra bởi Cha là Thiên Chúa thật. Hilario dùng thư từ liên lạc với giáo sĩ và giáo dân trong giáo phận. Với những lời lẽ thân tình và đầy lòng xót mến, Hilario xin hoàng đế cho triệu tập công đồng Seleucia. May mắn, Hilario cũng được mời dự. Tại đây, ngài đã dùng hết tài hùng biện và trí thông minh để chống lạc giáo và bảo vệ đức tin chân chính. Không chịu nổi ảnh hưởng của Hilario, bọn theo lạc giáo đã can thiệp để Hilario về quê hương cho rảnh nợ. Thế là năm 360, Đức Giám mục Hilario được trở về Poitiers. Cuộc hồi hương của thánh nhân là niềm vui cho toàn dân chứ không riêng gì cho giáo phận Poitiers. Thánh Geronimo nói, toàn dân Gaul ôm hôn vị anh hùng tay mang ngành vạn tuế trở về. Trong đoàn người đông đảo đón mừng người cha già, phải kể đến một người lính trẻ tên là Martino. Lúc ấy Martino đang sống ẩn dật ở Ganglinatia và sau này sẽ làm thánh giám mục. Ngày về của vị giám mục già còn được ghi dấu bằng một phép lạ nhãn tiền. Một bà mẹ khóc lóc ôm một đứa con mới chết đến gặp ngài, tha thiết xin thánh nhân cứu sống con của mình, ít ra là để nó được rửa tội. Cảm thông nỗi niềm đau đớn của người phụ nữ, Hilario quỳ gối cầu nguyện và da thịt đứa trẻ dần dần đỏ hồng rồi sống lại. Tuy tuổi già sức yếu, về đến giáo phận, công việc trước nhất của Hilario là chỉnh đốn lại những hậu quả thâm hại do lạc thuyết gây ra. Hilario củng cố hàng giáo sĩ, kêu gọi giáo dân học hỏi lời Chúa, sống theo tin mừng của Chúa. Lòng nhiệt thành đã đưa ngài tới tận Milan,
khiến bọn lạc giáo kinh hoàng và làm áp lực bắt ngài phải trở lại Poitiers. Hilario thông giỏi kinh thánh. Ngài đã viết nhiều sách giải thích thánh vịnh và phúc âm thánh Matthew và phổ biến rộng rãi trong toàn giáo phận. Những năm cuối đời, thánh nhân dành để cho việc cầu nguyện và sám hối. Ngài cầu nguyện liên lỉ và không bao giờ bước lên bàn thờ dâng thánh lễ mà chẳng xét mình xưng tội trước. Ngài nói, ngày nào không xưng tội được tôi thấy mình bất xứng, không đáng dâng của lễ cho Chúa, những ngày đó đối với tôi là những ngày tang chế sầu buồn. Ngày 13 tháng Giêng năm 386, Ngài qua đời. Người ta kể lại rằng, lúc thánh nhân từ trần, một luồng sáng chói chang khắp phòng. Ngày 10 tháng Giêng năm 1852, theo lời thỉnh cầu của nhiều giám mục, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 phong Ngài lên bậc tiến sĩ hội thánh. Ngài là thánh tiến sĩ đầu tiên ở Gaul. Thưa anh chị em và các bạn, qua cuộc đời của Thánh Hilario Poitiers, chúng ta thấy đó là một người ngoại giáo được ơn trở lại sau khi đã học hỏi, tìm hiểu và nhận biết Thiên Chúa qua những suy tư về triết lý, về vũ trụ, về thiên nhiên, về con người. Càng học hỏi, càng hiểu biết bao nhiêu thì người ta càng xác tín rằng phải có một đấng thượng đế, phải có một Thiên Chúa, phải có một đấng tối cao để dựng nên cái vũ trụ này, điều khiển cái vũ trụ này, để cho ta thấy rằng con người ta sống để làm gì và chết đi về đâu. Còn nếu mà không, ta thấy cuộc sống này nó vô nghĩa vô cùng. Chẳng lẽ cứ sinh ra rồi làm, rồi ăn, rồi làm, rồi ăn, ăn, làm, rồi già, mệt, rồi yếu, rồi chết. Hết. Có khác gì một con vật đâu. Con vật nó cũng ăn, rồi nó cũng sống, rồi nó cũng chết. Với mình, nhiều người ngày hôm nay vẫn không chấp nhận, vẫn không tin rằng có Thượng Đế, không tin rằng có Thiên Chúa. Mặc dù họ có học hỏi, họ hiểu biết. Cho nên ta cầu nguyện. Cầu nguyện cho ơn của Chúa xuống trên những người anh chị em ấy, để họ nhận biết Thiên Chúa qua việc học hỏi, hiểu biết về vũ trụ, về thiên nhiên, về khoa học, về con người. Và ta thấy rằng là những nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới, những nhà bác học, rất nhiều người là Công giáo. Và càng là người Công giáo, càng tin có Thiên Chúa, thì những người đó càng khiêm tốn và học hỏi, hiểu biết nhiều hơn, chứ không có cao ngạo cho rằng những hiểu biết của mình đã là đầy đủ. Và nhờ thế mà họ tiến nhiều hơn. Cho nên sự đóng góp của người Công giáo vào trong các ngành khoa học, kỹ thuật rất nhiều. Rất nhiều. Vì mình càng tin rằng có Thiên Chúa thì mình càng cố gắng học hỏi, hiểu biết để khám phá ra cái hay, cái đẹp, cái tuyệt mỹ công trình sáng tạo của Thiên Chúa, của Thượng Đế. Cho nên bây giờ thì chúng tôi đang cố gắng là tìm mọi cách để những người ngoại đạo họ có điều kiện, họ học hỏi, hiểu biết về Chúa, về lòng thương xót Chúa. Và điều mà chúng tôi thấy mừng là phản ảnh của những anh chị em Công giáo thì không nói, nhưng mà những anh chị em tôn giáo bạn, những người ngoại đạo ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài là họ đang háo hức, thưa cha, cho con một cuốn kinh nguyện lòng thương xót Chúa, để con biết cách đọc kinh, để con biết cách lần chuỗi mân côi, biết cách lần chuỗi lòng thương xót, để con biết lòng thương xót Chúa là gì. Hôm giờ con muốn mà nghe trên mạng thì nhiều khi không nhớ được hết. Mình có cuốn sách này đầy đủ những kinh nhất rất là thông dụng, phổ biến, để có trên tay cuốn sách. Rồi mỗi ngày chúng con sẽ nghe lời Chúa cho giảng trên mạng. Rồi những bài giảng ấy được thu ở trong những cái máy radio bài giảng lòng thương xót Chúa. Ngay từ thời Thánh Hilario đã cố gắng học hỏi, nghiên cứu và giải thích về Kinh Thánh, ngày hôm nay chúng tôi cũng tiếp tục con đường của các thánh làm theo đúng giáo huấn của giáo hội, để gửi đến anh chị em lời Chúa mỗi ngày. Như Thánh Hilario đã say mê Kinh Thánh và rao giảng, đồng thời sống và làm chứng,
dám can đảm mạnh dạn bảo vệ chân lý đức tin. Nếu mình học hỏi hiểu biết không đến nơi đến chốn thì mình dễ bị đi vào lạc đạo rối đạo. Và ngày hôm nay chị em thấy là nhiều nhóm nổi lên lạc đạo rối đạo nhiều lắm, xưng mình là mẹ Đức Chúa Trời, rồi là nhà của cha, rồi sứ điệp từ trời, rồi đủ thứ hết. Mà những cách nói của họ, dẫn chứng của họ, đôi khi những người mà không học hỏi hiểu biết dễ tin và thấy nó hợp lý, thấy nó đúng quá. Người ta đưa những dẫn chứng này, dẫn chứng kia. Mà anh chị em, mình là người Công giáo mà mình cứ học hỏi theo kiểu truyền thống, cứ thuộc lòng rồi không chịu mỗi ngày nghe học hỏi hiểu biết thêm, thì ta dễ bị rối đạo lạc đạo, nó quấn, bị những nhóm đó nó quấn hút vào. Cho nên có nhiều người nói: thưa cha, con của con nó ngoan lắm, nó đi cả đoàn, đi giáo lý viên mà bây giờ nó đi theo cái nhóm mẹ Chúa Trời, theo nhóm nhà của cha rồi cha ơi. Và nó bảo họ nói hay quá. Đó là điều mà anh chị em cẩn thận. Vì thế chúng tôi ráng cố gắng hết sức trong khả năng của mình, trong giới hạn của mình, để gửi đến anh chị em những bài giảng, trong mấy bài giảng lòng thương xót Chúa đây. Rồi mỗi ngày anh chị em mở trang web tinhthac.net hay là YouTube hay là Facebook để anh chị em nghe. Rồi chuyện các thánh để anh chị em nắm vững chân lý đức tin của mình, giáo lý đức tin của mình. Và cuốn sách này để gửi tặng cho những người muốn biết về đạo, muốn đọc kinh, muốn cầu nguyện. Rồi từ đó họ có thể học hỏi thêm về giáo lý, biết về lòng thương xót Chúa như thế nào, Thánh Lữ Faustina, rồi Chúa Mạc Khải làm sao, lần chuỗi làm sao, hát làm sao, cầu nguyện như thế nào. Họ cầm cuốn này đi tung tăng, nhiều người không có đạo, như là bên Mỹ hỏi liên tục, thưa cha gửi gấp cho chúng con đi, cần lắm, thích lắm, để cả nhà đọc kinh, hát với nhau, rồi cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho nữa, rồi cầu nguyện để theo thánh ý Chúa như thế nào, vân vân. Thưa anh chị em, đó là những gì mà chúng ta có thể làm được để loan truyền lòng thương xót Chúa, để loan truyền tin mừng theo gương của Thánh Hilario. Không dòng ngó người lúc cơ hàn, tôi là tên tội đồ, bao tháng trầm trong cuộc sống, xin từ hối Chúa thương đời con. Chúa giàu lòng xót thương, dang dòng tay đón ai đi lầm đường. Chúa giàu lòng xót thương, dẫn đưa ta về con đường yêu thương. Chúa giàu lòng xót thương, luôn dù thương những ai đi lạc đường. Chúa giàu lòng xót thương, đang đưa ta về suối nguồn yêu thương.